Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chuyên gia đánh giá quân đội Nga có thể sớm sụt đổ. Với những hình ảnh quân đội Nga tấn công vào Ukraine trong suốt nhiều ngày qua cũng đã chứng kiến hàng đoàn xe quân sự của Nga nối đuôi nhau hàng chục km và rất nhiều xe tăng, xe tải bị vất chỏng chơ trên chiến trường. Vậy bây giờ liệu Nga có thực sự thua trong cuộc chiến chống lại Ukraine hay không? Trong trường hợp rất khó ít xảy ra này, ít nhất có hai chuyên gia nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên. Đó là việc lập kế hoạch không tốt cho cuộc chiến tranh xâm lược, những dự đoán không chính xác về thành công khi tham chiến và những thương vong nặng nề có thể khiến quân đội Nga sụp đổ. Và đặc biệt, thời tiết tại Ukraine hiện nay rất lạnh, ban đêm có thể -10, -20 độ. Đây là điểm chết người của những chiếc xe vận tải hạng nặng của Nga. Đây là hình ảnh xe tăng, xe thiết giáp của Nga bị vứt lại khắp nơi tại Ukraine vì hết xăng, vì bị tấn công và hoặc cũng vì quân lính không còn muốn đánh nhau, họ tự đánh hỏng nó. Xét về con số 150.000 binh lính Nga đóng quân bên ngoài biên giới Ukraine và giờ gần như đã nằm hoàn toàn trong lãnh thổ của nước này, những tuyên bố từ các chuyên gia nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng có những tiếng nói đầu tiên về sự kết thúc của quân đội Nga sẽ nằm tại đất Ukraine. Và không gì là không thể trong thời gian vừa qua, chứng kiến hàng loạt các loại vũ khí hiện đại của các nước tư bản như Mỹ, Đức và nhiều nước khác viện trợ cho Ukraine để chống lại xâm lược Nga. Và quân Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Sergei, chuyên gia về Đông Âu và là cựu giám đốc của quỹ Boy ở Kiev, viết trong một chủ đề đăng trên tweet rằng có cảm giác như quân đội Nga có thể sớm sụp đổ. Anh ta nói rằng quân đội dường như không còn quân dự bị. Các xe tăng được gửi đến mặt trận là những mẫu xe cũ hơn, không có đầy đủ giáp nữa. Anh ấy thậm chí còn cho rằng một số trong số đó trông giống những chiếc xe tăng để huấn luyện. Ông cũng nói rằng người Nga dường như thiếu các phương tiện vận chuyển cho quân đội của họ và do đó họ phải dựa vào các phương tiện dân sự. Và điều này gây rất nhiều khó khăn cho quân đội Nga trong bước tiến vào Ukraine. Đây là hình ảnh xe quân sự của Nga vứt lại khắp nơi tại Ukraine và người dân kéo về làm chiến lợi phẩm. Được biết, chính phủ Ukraine đã cho phép những ai kéo được những chiếc xe này thì mang về mà không phải đóng thuế. Cuộc xâm lược đang diễn ra rất khác so với những gì tướng lĩnh Nga và bản thân ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tưởng tượng. Và dường như cơ số lương thực, thực phẩm, đạn dược, xăng dầu và con người, ông chỉ chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài nhiều nhất đến 7 ngày. Nhưng bây giờ thì số đó đã vượt qua quá nhiều và đâu đâu cũng thiếu. Ukraine nói rằng có khoảng hơn 10.000 lính Nga đã thiệt mạng. Để làm bằng chứng cho điều này, ông trích dẫn vô số máy bay và trực thăng bị bắn rơi kể từ đầu cuộc chiến. Nhưng trên hết là trong vài ngày vừa qua, theo Sumlay, điều này cho thấy lực lượng phòng không Ukraine vẫn hoạt động trong ngày thứ 10 của cuộc chiến và hiện nay đang ngày một kéo dài. Trên thực tế, quân đội Ukraine gần đây đã cập nhật con số thương vong của Nga. Hiện đã nêu tên của 39 chiếc máy bay, 40 trực thăng bị bắn rơi. Người Nga được cho là đã mất gần 270 xe tăng cùng hàng trăm phương tiện và súng ống khác. Tuy nhiên, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng chắc chắn phải là rất lớn. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện đặt ra ở mức trên 10.000 người. Và những hình ảnh đau thương này được chia sẻ rất nhiều trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube cũng như Twitter, khiến người dân trong và ngoài nước Ukraine cảm thấy rùng mình vì sự dã man của quân xâm lược Nga. Đây là hình ảnh quân Nga vứt lại cả xe vận tải, bỏ chạy. Trong những chiếc xe này, quân đội Ukraine khi tịch thu thấy đầy đạn dược được chở. Và họ đã dùng những đạn dược này bắn lại quân Nga. Và riêng dưới lãnh đạo Nga thì từ lâu đã phủ nhận rằng có bất kỳ thương vong nào của họ. Nhưng cách đây vài ngày, họ buộc phải xác nhận là gần 500 binh sĩ đã thiệt mạng, 1.600 người bị thương. Christoph, một chuyên gia của mạng lưới nghiên cứu tại Belgrade cho biết,
trong một cuộc phỏng vấn với một nhóm các nhà báo quốc tế rằng lãnh đạo Nga sẽ chỉ nêu tên những nạn nhân đã thực sự được xác nhận. Đó là lý do tại sao họ đưa ra một con số tương đối nhỏ. Cũng rất nhiều khả năng phía Nga không dám công bố con số thực tế vì sợ người dân Nga sẽ sốc và các cuộc biểu tình nổ ra sẽ càng dữ dội hơn, có thể làm lung lay đến chiếc ghế của ông Tổng thống Nga Putin. Hiện không ai có thể nói chắc con số về thiệt hại về binh lính và vật chất thực sự cao đến mức nào. Xem theo cách mà giới lãnh đạo quân sự Nga tưởng tượng về cuộc xâm lược, Kozlov nói về một loại chiến tranh chớp nhoáng. Trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng đều rất cao. Sumlay cũng đưa ra nhận định các sĩ quan Nga bị giết ngày một nhiều. Ông cho rằng các vấn đề liên lạc trong quân đội Nga là lý do vì hôm nay các sĩ quan sẽ phải đến gần tuyển tuyến hơn, nơi họ dễ bị bắn chết. Và liên tiếp trong những ngày vừa qua, tên tuổi các vị tướng của Nga bị quân Ukraine bắn chết được công bố. Ngoài ra, các phương tiện kỹ thuật của Nga bị phá hủy rất lớn và những dàn tên lửa trị giá nhiều triệu đô la bị vứt lại. Nga tấn công Ukraine nhưng lại không có phương án B, tức là phương án khi không chiến thắng thì làm sao? Điều này cũng rất nguy hiểm cho Nga. Kozlov cho rằng sức mạnh của quân đội Nga về cơ bản đã được đánh giá quá cao. Ông tin rằng Moscow cuối cùng đã tấn công quá vội vã và kém chuẩn bị. Kể từ khi phương án A, tức là chiến tranh chớp nhoáng, không thành công, rất ít điều xảy ra và lúc này vì không có phương án B. Một dấu hiệu cho thấy đoàn xe của quân đội Nga đã đứng cách Kiev khoảng 25 km trong nhiều ngày và không hề nhúc nhích hay di chuyển dưới thời tiết lạnh giá. Theo Kyiv, có 400 xe tăng trong đoàn xe này hiện đang không hoạt động. Và rõ ràng họ đang đợi hướng dẫn mới ở đó và dễ làm mồi cho tên lửa chống tăng của Ukraine. Và số lượng tên lửa này ngày một nhiều được chuyển đến Ukraine với những loại tấn công rất hữu hiệu. Nó có thể bắn thủng nắp của xe tăng và phá nổ từ bên trong. Đây là hình ảnh Nga đã cắt các mạng xã hội để người dân của Nga không biết gì về cuộc chiến tranh này. Ngoài ra, Nga cũng ra quy định không được gọi đây là một cuộc chiến xâm lược mà chỉ là chiến dịch đặc biệt. Ai vi phạm có thể bị phạt tù đến 15 năm đối với các phóng viên đưa tin. Giống như Sumlay, ông thấy rằng không có dấu hiệu sức mạnh trong việc ném bom các thành phố vốn đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây. Sumlay nhận thậm chí còn nói về sự tuyệt vọng của người Nga. Và rất nhiều những người Nga, lính Nga sau khi được Ukraine bắt giữ, họ đã gọi điện về gia đình của họ và họ có những chia sẻ, những tâm sự rất bất ngờ. Họ không biết rằng họ đến Ukraine để chiến đấu. Hiện tại có những hình ảnh từ thành phố Cherson, nơi được cho là đã bị Nga chiếm đóng, cho thấy hàng trăm cư dân không vũ trang vẫy cờ Ukraine về phía các binh sĩ Nga và hét lên rằng hãy cút đi. Những công dân không mang vũ trang đối đầu với một nhóm binh lính, sau đó quân Nga buộc phải rút. Một điểm khác có thể lật ngược thế cờ là lợi thế cho Ukraine là sự nhập ngũ ồ ạt vào quân đội do những người trở về từ nước ngoài. Cách đây vài ngày, Ukraine đã chính thức kêu gọi mọi người tham gia một quân đoàn tình nguyện quốc tế. Người ta nói rằng 1.000 người đã tham gia lực lượng này và cuối cùng thì có tới 16.000 được cho rằng đã tham gia và con số này tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, quan trọng hơn nhiều là con số do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Olesi đưa ra. Theo ông, hơn 66.000 người Ukraine hiện đã trở về nước của họ để chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, chống lại quân xâm lược Nga. Kính mời các bạn xem bản tin Kremlin hết tiền, Putin đứng trước việc nước Nga phá sản. Hiện nay, Nga đang tiếp tục tấn công và xâm lược Ukraine. Chính vì vậy, các nước trên thế giới đã đồng lòng bao vây kinh tế Nga. Và về mặt kinh tế, Kremlin đang đứng ở vực rất sâu. Cơ quan đánh giá Fitch của Mỹ cho rằng Putin không trả nợ công quốc gia được nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, các chuyên gia cảnh báo rằng việc không trả được nợ công ở ngay phía trước đối với Fitch, trái phiếu chính phủ Nga chẳng khác gì giấy lộn. Điều này sẽ đem đến tai hại rất lớn cho Nga, vì khi vỡ nợ
thì không ai làm ăn với anh nữa. Đây là hình ảnh người dân Nga đứng xếp hàng rút tiền mặt để tiêu dùng vì số tiền rút ra bị hạn chế, đặc biệt là ngoại tệ không được phép tiêu dùng. Ngay cả ông Meschel, nhà kinh tế học hàng đầu của Đức, chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đức cũng cho rằng rất có thể nước Nga sẽ phá sản trong những tháng tới. Bởi vì do lệnh trừng phạt của phương Tây, ngân hàng trung ương không thể tiếp cận được nguồn ngoại tệ của mình ở nước ngoài nữa. Nó có khoảng 630 tỷ euro. Điều đó có nghĩa là Putin hầu như không thể ngăn chặn được sự phá giá của đồng rúp. Như vậy, công nợ bằng ngoại tệ sẽ ngày càng đắt đỏ đối với Kremlin. Được biết, tình trạng khan hiếm tiền mặt ngày càng trở nên căng thẳng tại Nga. Vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, như cách gọi của Kremlin, đồng rúp bây giờ đã suy giảm mạnh. Hiện tại, 1 euro có giá trị bằng 149 rúp so với 85 rúp cách đây 1 tháng. Sức mua của người Nga giảm sút rất mạnh. Và tỷ giá này ngày một kéo xa, tức là đồng rúp ngày một mất giá hơn. Đây là biểu đồ ghi nhận đồng rúp của Nga bị mất giá nghiêm trọng trong thời gian rất ngắn. Nó dường như rơi tự do. Thế còn Putin sẽ ra sao? Ông ta phản ứng ngày càng tuyệt vọng hơn. Từ hôm nay cho tới ngày 9 tháng 9, người Nga không được phép mua ngoại tệ ở ngân hàng nữa. Ai còn có ngoại tệ ở tài khoản chỉ được phép rút ra tối đa là 10.000 đô la. Số tiền còn lại được trả bằng đồng rúp. Ở nhiều máy trả tiền tự động không còn đô la và đồng euro nữa. Điều này thực sự rất tai hại đối với những người từ trước đến nay vẫn quen chi tiêu một cách thoải mái bằng ngoại tệ. Từ một tuần nay, thị trường chứng khoán tại Moscow cũng lặng im như chết. Putin đã cấm buôn bán chứng khoán nhằm ngăn cản giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Nga bị sụt giảm, bị phá sản. Và ngoài ra, chứng kiến cảnh tại các siêu thị và các khu buôn bán lớn thì người Nga đang mua tích trữ thực phẩm rất nhiều, rất mạnh vì họ sợ rằng tới đây không còn mà mua nữa. Đây là hình ảnh các kệ hàng trống rỗng tại Nga vì các hãng đóng cửa, ngoại tệ không có để nhập khẩu và hàng không về. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ đạo từ 9,5% lên tới 20% nhằm hỗ trợ cho đồng rúp. Nhưng vô ích, hầu hết giá cả ở Nga đã tăng lên hơn 1/3. Ở các siêu thị, giá hàng hóa trống rỗng, giá cả thì tăng lên. Người Nga mua tích trữ đường, bột, kiều mạch, dầu và đồ hộp, sữa, phô mát, sữa chua và ngay cả các sản phẩm khác thường sử dụng trong món ăn cũng trở nên rất khan hiếm. Và điều này ngày càng trở nên rất tồi tệ, khắp nơi biểu tình. Người Nga mua tích trữ thực phẩm khi họ còn kiếm được tiền. Trong vòng vài tuần, tỷ lệ người thất nghiệp đã tăng gấp đôi từ 5% lên 10%. Một số chuyên gia thậm chí còn nói có tới 15% vì hàng loạt các công xưởng, các nhà máy của nước ngoài đóng cửa, không sản xuất ở Nga nữa. Cũng bởi vì nhiều nhà máy dây chuyền ngừng hoạt động ngay lập tức do không còn nguồn cung ứng từ nước ngoài. Nhà máy xe Lada đứng trước việc ngừng sản xuất. Hãng xe VW của Đức không hề sản xuất nữa. Các hãng dược phẩm thiếu các sản phẩm và thành phần sơ chế từ Đức và Mỹ. Hãng xe ô tô Volvo đã đóng cửa. Các hãng lớn như H&M, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Mercedes, Men, Porsche, Suzuki, Honda, Mazda và Toyota tất cả đã rời đi và đóng cửa im lìm. Thật là một sự khủng hoảng rất nguy hiểm đối với nước Nga. Một bộ phận ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga cũng đứng trước vở sụp đổ vì không còn phụ gia, phụ liệu và phụ tùng thay thế. Đây là hình ảnh dự án dòng chảy phương Bắc trị giá tới 9 tỷ đô la đã gần như không còn hoạt động và tuyên bố phá sản. Theo các nhà quản lý phương Tây, ngay cả một bộ phận khai thác dầu mỏ và khí đốt cũng đứng trước bờ vực sụp đổ. Nguyên do là Nga phụ thuộc vào kỹ thuật của phương Tây, không tự mình đầu tư vào công nghệ khai thác. Nhiều nguồn dầu mỏ đang ở giai đoạn khai thác thứ hai. Dưới thời Xô Viết, chúng không được khai thác hết tới khu vực sâu, và nhờ kỹ thuật của Mỹ và Đức, họ khai thác được sâu hơn. Một nhà quản lý Đức ở Moscow nhận xét rằng, nếu kỹ thuật này mất đi do lệnh trừng phạt thì ảnh hưởng tới một bộ phận quan trọng của các khu vực khai thác. Và điều này ngày càng trở nên tồi tệ tại Nga bởi vì Putin đã ra lệnh
đưa quân xâm lược Ukraine.